Xin chào các bạn, trên tay của mình đang là Samsung Galaxy Z Fold 4 và chiếc máy này nó có những cái nâng cấp gì so với cái thế hệ trước? Theo mình thì có ba cái điểm mà cái Z Fold 4 này nó cải tiến so với cái thế hệ trước. Đầu tiên là thiết kế của nó giờ đây đã gọn nhẹ hơn, nó nhỏ hơn một chút xíu nhưng mà mang lại cái trải nghiệm cầm nắm tương đối khác biệt. Thứ hai là cách Samsung hiệu chỉnh cái màn hình phía trước giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó một cách thoải mái hơn rất là nhiều. Và màn hình chính là một những cái mà mình sử dụng nhiều nhất đối với cái Z Fold này, cho nên là đây sẽ mang lại những cái giá trị rất là lớn trong quá trình mà chúng ta dùng cái máy sau này. Cái điểm nổi bật thứ ba trên cái Z Fold 4 là cái điểm cải tiến lớn nhất, đó chính là về hệ thống camera. Và nếu anh em nào đang sở hữu Z Fold 3 hoặc là những cái thế hệ Z Fold trước mà đang tìm kiếm những cái nâng cấp mà mình vừa nêu thì Z Fold 4 là một cái chiếc máy có thể đáp ứng hoàn toàn được cái nhu cầu đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Đầu tiên mình muốn nói về thiết kế của chiếc máy này thì rất là khó để có thể phân biệt được giữa thiết kế của Z Fold 3 và Z Fold 4 nếu mà chúng ta chỉ nhìn nó từ bên ngoài thế này. Tại vì những cái thay đổi đó nó nằm ở kích thước, chiều dài, chiều rộng và bề dày của nó chỉ thay đổi một chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà mình cầm nó trên tay thì điều đầu tiên là mình cảm thấy nó nhẹ hơn. Nó khối lượng của nó là 263g, nó nhẹ hơn một chút xíu so với cái đời trước. Bên cạnh đó thì nó cũng nhỏ gọn hơn. Tuy là những thông số về mặt kỹ thuật không khác biệt quá nhiều nhưng mà thực tế mình cầm nắm trên tay thì nó mang lại những cái cảm giác rất là khác so với cái Z Fold 3. Thiết kế của máy thì như mình nói nó vẫn y chang như cái thế hệ trước, chúng ta vẫn sẽ có những cái cảm biến vân tay nằm bên cạnh hông. Một số những cái tin đồn trước đó cho là máy sẽ có cái cảm biến vân tay bên trong màn hình nhưng mà cuối cùng thì không có. Ở cạnh sau thì vẫn nổi bật với một cái cụm camera bao gồm 3 cái ống kính, 3 cảm biến và mình sẽ chia sẻ cụ thể sau. Máy thì vẫn có cái tiêu chuẩn kháng nước và bụi IPX8 cho nên là khi mà sử dụng máy trong điều kiện mà trời mưa hay là vô tình làm váy nước lên thì chúng ta cũng không quá lo lắng. Thì đây là cái trang bị tương tự như lại đời trước thôi, không có quá khác biệt. Về bản lề thì nó cũng có một số những khác biệt. Chúng ta sẽ có cái phần cái cạnh của bản lề ở bên trái nè, nó mỏng hơn, từ đó cái màn hình của chúng ta nó tràn ra bên ngoài nhiều hơn. Cái thao tác mà mình gặp mở cái máy ra, khi mà mình gặp lại thì cảm giác là nó cũng tạo cái sự chắc chắn nhiều hơn so với cái thế hệ Z Fold 3 trước. Khi mà mình mở ra thì bên trong này cũng có một số những cái điểm mà mình có thể nhận thấy. Đầu tiên đó chính là những cái cạnh viền của cái màn hình đó, nó có cái độ mỏng nhất định và cái phần lõm xuống sâu phía dưới thì nó cũng không quá nhiều, không quá đáng kể như là cái Z Fold 3. Thì đó là một trong những cái điểm nâng cấp về ngoại hình mà mình có thể ngay lập tức nhìn thấy được. Nó là những cái điểm cải tiến so với cái thế hệ trước. Tiếp theo nói về nâng cấp đáng giá nhất trên cái Z Fold 4 này, đó chính là về hệ thống camera. Thì mặc dù nó có thiết kế tương tự nhưng mà cái cấu hình bên trong nó được thay đổi. Thì chúng ta sẽ có một cụm 3 camera, sẽ có một cái camera chính có độ phân giải lên tới 50 MP. Tiếp đến là camera góc siêu rộng, độ phân giải là 12 MP. Và cuối cùng là một cái camera tele, nó có cảm biến là 10 MP. Thì cái camera tele này nó sẽ có cái khả năng zoom quang 3x thay vì 2x như là ở cái thế hệ trước. Phần cứng camera mới trên Galaxy Z Fold 4 này thì nó tương tự như là những cái chiếc máy Galaxy S22 trước đây. Và rõ ràng là nếu anh em đang tìm một cái gì nâng cấp rất là lớn trên đối với cái khả năng chụp hình của Z Fold thì Z Fold 4 sẽ giải quyết được điều đó rất là tốt. Khả năng chụp hình của S22 thì đã được minh chứng qua những cái bài đánh giá, những cái bài test có trên tinh tế và anh em có thể tìm hiểu lại đi xem. Và tất nhiên là trong thời gian tới bọn mình cũng sẽ sớm có những cái bài trải nghiệm camera của cái chiếc máy này. Camera trước của máy ở bên ngoài á, thì nó sẽ có độ phân giải là 10 MP tương tự như thế hệ trước. Và ở bên trong cũng sẽ là một cái camera được đặt nằm bên trong màn hình có độ phân giải là 4 MP. Thì như các bạn có thể nhìn thấy nè, hoàn toàn là nếu mà chúng ta nhìn từ phía xa vào và không để ý thì hoàn toàn không thể nhìn thấy cái camera đó. Nó nằm ẩn ở phía trong màn hình như thế này. Và khi mà so sánh với cái Z Fold 3 thì cái mật độ ở bên trong nó đã được làm khít hơn rất là nhiều. Cho nên là mình gần như là không nhìn thấy được cái phần camera này. Khi mà mình đưa lên những hình ảnh so sánh thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là đây là một trong những cái điểm cải tiến rất là nhiều đối với cái hệ thống camera nằm bên trong màn hình của cái máy này khi mà mở ra. Với những cái cải tiến về mặt phần cứng như thế này thì nó cũng sẽ mang đến những nâng cấp về hình ảnh khi mà chúng ta chụp hình selfie thông qua cái hệ thống camera ẩn dưới màn hình như thế này. Năm ngoái khi mà Z Fold 3 mới ra mắt và được bán ở thị trường thì cũng đã nhận được rất là nhiều những phản ánh là hình ảnh chụp bởi hệ thống camera này nó sẽ bị nhòe, bị mờ, đặc biệt là khi ở đằng sau có một cái nguồn sáng. Và mình nghĩ là trên thế hệ mới này sẽ giải quyết điều đó tốt hơn.
À, thử chờ xem. Tiếp theo mình nói về khả năng hiển thị trên Z Fold 4 thì chúng ta vẫn sẽ có hai màn hình. Màn hình ngoài có kích thước là 6,2 inch và khi mà mở ra chúng ta sẽ có màn hình rộng hơn với kích thước là 7,6 inch. Thì cả hai cái màn hình này đều sử dụng tấm nền AMOLED cho cái độ tương phản rất là sâu và nó cũng có cái tần số quét là 120Hz. Đối với cái màn hình ngoài á, thì nó có một số những cái thay đổi nhất định là thay vì dao động tần số từ 10 đến 120Hz thì Samsung họ đã giảm cái con số tối thiểu xuống là còn 1Hz đến 120Hz. Thì điều này sẽ giúp tối ưu cái thời lượng pin khi mà chúng ta sử dụng cái máy này ở chế độ tĩnh. Thì khi mà chúng ta cuộn trang á, thì cái tốc độ màn hình, cái tốc độ tần số quét màn hình nó mới thay đổi. Nếu mà chúng ta chỉ xem một nội dung tĩnh thì nó không thay đổi. Và nếu mà giảm được cái tần số đó xuống mức thấp nhất thì nó sẽ tối ưu thời gian sử dụng pin nhiều hơn. Thì hứa hẹn là vậy. Mặc dù có cùng mấy cái kích thước, cùng những cái công nghệ nhưng mà Samsung họ cũng đã tinh chỉnh lại một số cái, ví dụ như là cái tỷ lệ của nó. Mình cảm giác như là chúng ta sẽ có một cái màn hình ngoài rộng hơn chút xíu về bề ngang. Và nhờ như vậy cho nên là mình có thể sử dụng cái máy này. Bản thân nó là một cái máy rất là đơn giản để chúng ta có thể sử dụng một tay. Giờ đây với cái việc mà gia tăng cái chiều rộng đó hơn một chút xíu thì cái việc sử dụng một tay nó lại thoải mái hơn rất là nhiều. Hồi xưa mình gặp một số những vấn đề với Z Fold 3 là cái bề ngang nó quá hẹp và nó khiến cho mình rất là khó để có thể gõ bàn phím trên đây. Tuy nhiên giờ đây với những cái thay đổi nhỏ đó mình có thể dễ dàng gõ phím trên cái màn hình ngoài này dễ dàng và cái độ chính xác nó cũng cao hơn. Mình để ý một chút xíu là về mặt phần mềm thì Samsung họ đã đẩy cái bàn phím cao hơn một chút xíu so với cái Z Fold 3 và cái cách sắp xếp những cái ký tự bên trong nó cũng thưa ra nhiều hơn thay vì là bị khít lại. Thì có lẽ như là kích thước được mở rộng về chiều ngang đã giúp cho Samsung tối ưu được cái không gian của bàn phím và giúp cho chúng ta gõ nó chính xác hơn. Trong thời gian mà mình sử dụng Z Fold 3 đâu đó vào khoảng 1-2 tháng năm ngoái thì mình rút ra một cái kết luận, đó là mình sử dụng cái màn hình ngoài rất nhiều và thậm chí là nhiều hơn so với cái màn hình bên trong. Khi nào mà mình cần xem một cái gì đó mà nó mang tính giải trí như là xem YouTube, xem phim thì mình mới mở cái màn hình trong này ra. Còn thường á, khi mà mình dùng máy để lướt Facebook, để duy trì kết nối, để nhắn tin thì mình chủ yếu sử dụng màn hình ngoài. Và những cái nâng cấp này của Samsung mang lại cái giá trị sử dụng rất là lớn đối với mình và mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều anh em như vậy. Nói thêm một xíu thì màn hình ở bên trong vẫn hỗ trợ cái bút S Pen. Trước đó thì có nhiều thông tin cho biết là máy này có thể sẽ được tích hợp một cái khe để nhét cái bút vào giống như là dòng S22 Ultra, nhưng mà cuối cùng là không, chúng ta sẽ vẫn có những cái bút bên ngoài để mang theo chứ nó không có không gian để tích hợp sẵn bên trong. Nếu mà anh em đang trông chờ vào một cái màn hình bên trong với cái nếp gấp nó gần như không tồn tại như là trên những cái chiếc Oppo Find N thì điều đó sẽ không xảy ra. Tại vì cái màn hình gập, thiết kế màn hình gập trên Z Fold 4 này vẫn sẽ tương tự. Chúng ta vẫn sẽ có một cái lằn, một cái nếp ở giữa. Nếu mà nhìn trực diện thì gần như không thấy, nhưng mà nhìn từ những cái phía ngang thì sẽ thấy cái nếp gấp này. Và trong quá trình sử dụng thì vuốt qua cái nếp gấp đó vẫn có cảm giác, nhưng mà khi mà mình sử dụng quen rồi thì nó không phải là một cái vấn đề gì đó quá lớn. Cuối cùng nói về cái cấu hình thì Galaxy Z Fold 4 được trang bị vi xử lý thuộc cái dòng flagship mới nhất của Qualcomm, đó chính là cái con Snapdragon 8 Plus Gen 1 và nó thay thế cho cái con Snapdragon 888 như là ở cái thế hệ Z Fold 3. Thì đây là một cái con chip vô cùng mạnh mẽ và nó đã chứng minh được hiệu năng của nó ở những cái thiết bị khác mà mình đã có dịp được trải nghiệm trong thời gian gần đây. Và với những cái nâng cấp về mặt cấu hình như thế này thì có thể kỳ vọng là cái máy này sẽ, năm ngoái thì mình đã test cái khả năng chơi game của Z Fold 3, mặc dù nó không thực sự tốt ở cái bài test Genshin Impact, nhưng mà về cơ bản mình có thể chơi nó, sử dụng để chơi PUBG Mobile, để chơi Liên Quân một cách rất là thoải mái. Và trên Z Fold 4 này thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn tiếp nối những cái giá trị đó mà thôi. RAM của máy này thì nó sẽ có dung lượng là 12GB và sẽ có những cái tỷ trọng bộ nhớ trong là 256, 512GB. Và năm nay thì bổ sung thêm tỷ trọng bộ nhớ 1TB nữa.
Cuối cùng thì nói về pin thì rất nhiều người trông chờ là Samsung sẽ nâng cấp cái pin trên chiếc Galaxy Z Fold này. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Họ chỉ nâng cấp pin trên Z Flip 4 mà thôi. Đối với dòng Z Fold 3 này thì máy vẫn có cái viên pin dung lượng 4400 mAh, nghĩa là tương tự như là cái thế hệ Z Fold 3 trước đây. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 25W, và theo mình thì nó không thực sự, mình chưa thực sự đánh giá cao về cái khoảng thông số pin này, cả về cái mức pin lẫn cái công nghệ sạc nhanh. Thì 25W là một cái con số tương đối thấp, và mình mong muốn Samsung áp dụng những cái công nghệ sạc nhanh mà họ đã từng trang bị cho những thiết bị khác, ví dụ như là sạc 45W chẳng hạn, thì đối với một dòng flagship như thế này nó sẽ tốt hơn. Một trong những cái điểm nâng cấp về phần mềm mà mình nhận thấy trên Z Fold 4 nó khác biệt so với Z Fold 3 là giờ đây khi mà chúng ta vào một cái ứng dụng bất kỳ thì bên dưới các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái thanh công cụ nhỏ nữa, và lúc này chúng ta có thể chuyển đổi nhanh giữa những cái app khác nhau. Đó, chúng ta có thể bấm liên tục luôn. Khi mà vào bất kỳ ứng dụng nào thì nó cũng hiện ra cái tab này, và chúng ta tất nhiên là có thể thay đổi tùy chỉnh cái vị trí của nó này kia. Đó, và khi mà cần thì cũng có thể mở thêm cái nút này để nó hiện ra nhiều ứng dụng hơn để chúng ta truy cập nhanh. Thì mình thấy đây là một cái điểm nâng cấp về phần mềm rất là đáng giá trên Z Fold 4. Hiện tại thì vẫn chưa biết cái tính năng này có được mang cho cái dòng Galaxy Z Fold 3 hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy Z Fold 4 nó cũng có khác biệt so với cái Z Fold 3 về mặt phần mềm ở cái điểm này. Đó cũng là những cái chia sẻ so sánh của mình về Z Fold 4 và Z Fold 3. Thì với những cái nâng cấp trên chiếc máy này, anh em nào đang tìm kiếm cho mình những cái nâng cấp như vậy thì có thể lên đời cái dòng máy này. Cảm ơn anh em đã xem video. Mình là Minh Chí ở đây.